Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai trong C2. Màn hình máy game thủ ông Anh lại là người cầm Mark C. Và như là một Viper đến từ game thủ Gunny thì phải. Gunny là một bài vâng, một trong những game thủ có khả năng ép đời là cực kỳ khét, đặc biệt là dành vào những quân tuyển. Vâng, trận trước là một trận mà game thủ Gunny cầm Persian và không lên được đời. Trận đấu này là một trận mà game thủ vâng, xin lỗi các bạn, trận đấu trước là trận mà game thủ Gunny cầm Babylon không lên được đời. Và resize là khá sớm. Còn ở trận đấu này là một trận mà Gunny cầm Per, còn Hồng Anh là người cầm Mark C. Bài trước là một bài mà Hồng Anh có tới hai quả phụ. Vâng, heal void cũng là thấy khá sớm. Bài này cũng có void, cũng có heal, nhưng vẫn chưa thấy quả phụ đâu. Và thế nhà là không được đẹp như bài trước cho vâng cho gì đó cho nó nhiều. Bình thường thôi. 4 heal được đá về. Khá nhanh tay. Vâng, sau khi bật được ở trong sới đấu đầu tiên với tỷ số 3-2, Hồng Anh đang có một tâm lý thi đấu là tương đối thoải mái. Có lẽ là Hồng Anh cũng đã nhận được một cơ số những cái vâng tin nhắn và những cái lời ủng hộ bằng cả về tinh thần và bằng cả về những em coi. Vì vậy tâm lý của em đang thi đấu có thể nói là rất bay. Những pha ép đời là rất chuẩn. Và bài thì cũng đang ủng hộ game thủ Hồng Anh rất nhiều. Rồi, hơn phút thứ 6 mới thiết kế được chiếc VS đầu. Như vậy lại phải vâng tầm 7 đấu dân gỗ. Mark C thời điểm này có lẽ là giò cũng đã tầm khoảng 15-16% về đó rồi. Là tương đối rộng rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy gì thêm ngoài 4 heal và 1 voi. Quả phụ 5 hay 6 chúng ta cùng xem, 6 cây. Như vậy là có thêm một voi nữa trên đường đi ăn. Hơi muộn màng một chút nhưng đây là bài sẽ là khỏe dành cho game thủ của ông Anh. 25 nông dân rồi. Bờ má cái kèo này không phải là một cái kèo gì đó quá khoai đối với vâng các game thủ top 1. Ai lên đời sớm hơn người đó sẽ có lợi thế thôi. Bờ nếu lên đời sớm hoàn toàn có thể vâng trâu lạc đà và sau đó chuyển cung A đi chết mác. Còn nếu để mác lên đời ít nhất là cần với pơ là rất khó khăn dành cho Per khi Mark C có những con y, còn Per thì là không. Tất nhiên Per có phủ, thậm chí có cung hai áo, nhưng vâng Mark C cũng có cung hai áo và thậm chí cung hai áo của Mark C là lợi hại hơn nhiều so với lại cung hai áo đến từ Per. Vậy bài này là bài đòi hỏi Gunny phải lên đời sớm. 16% giò đến từ game thủ Gunny nhưng Gunny vẫn chưa nhảy từ 2 lên 3. Như vậy là một bài châu dân đến từ game thủ Gunny rồi. Châu dân. Thực đang dồn lanh, dồn lên nhanh và gỗ thì cũng không phải là chậm. Bài này sẽ là một bài chúng ta cùng xem bao nhiêu, 13x hay không. Gunny lên muộn hơn so với game thủ của anh. Có lẽ là đang quá mải mê bo bế thì phải. Lên muộn hơn đời một so với ông anh. Vẫn chưa lên.
Như vậy là cuối cùng thì Gunny cũng đã từ 1 lên 2 rồi. Làm cái câu trước, sau đó thì vâng kéo nông dân về đắp ruộng. Phát hiện ra nhà sớm thì dummy, còn không thì đổi bài vâng thi đấu bình tĩnh, chậm rãi. Khi mà nhà bắt đầu cũng có thế dần bằng dãy hàng BE. Rất nhiều thao tác tay nhanh và nhỏ nhưng lại chính xác đến từ game thủ Hồng Anh, rất tuyệt vời. Mười bảy phần trăm giò đến từ game thủ Gunny. Đây rồi, như vậy Gunny sẽ là người nằm ở góc khoảng 11:30 tiến lên 12 giờ, tầm khoảng đấy. BM cũng đã nhìn thấy rồi. Có dâng nông dân lên cắm mì không? Đang ngủ chờ xem bài này. Annie vẫn chưa nhảy ba. Đây rồi. Phải đánh thẳng A đến từ game thủ Annie. Cố gắng trèo dốc để ăn con ngựa giò. Một A đến từ game thủ Anh. Sau đó thì vâng làm cái gì các bạn cũng đã biết rồi. Chém trước, sau đó thì tích gỗ và chơi bằng vào bằng có loại vũ khí hạng nặng, hơi đuôi gỗ một chút, sắp đủ rồi, bình tĩnh thôi, hơi gì phải vội. Rồi, xong rồi còn ca rồi. Sau tiêu còn thứ hai luôn. Một áo đến từ game thủ gắn đi. Nở ra phía ngoài là hơi đáng tiếc dành cho game thủ gắn đi, nhưng cái thế đóng A như vậy thì nó nở ra phía ngoài là phải thôi. Hơi ít ruộng để Hồng Anh có thể ra được L2. Đi luôn, những con người chém không xoắn gì những con cung A một áo hết. Ừ, đứng ném A thôi, đúng rồi, cứ đứng ném A rồi, xong thêm 1k ra nữa. Như vậy là đã A hai áo dành cho game thủ Gunny rồi. Tương đối đau ông pha ném vừa rồi. Phải nghe là rất nhanh dành cho game thủ Gunny trong tình huống vừa rồi. 2k. Quá đau đớn. Tiếp tục lao vào phía trong. Vâng, cái kết mà có lẽ là ai cũng đoán được. Tương đối đau đớn và bị thương. Những con nông dân không có bánh xe và những con ngựa chém chém 4. Thực sự là tương đối bi đát dành cho game thủ Gunny ở một bài Persian mà game thủ Gunny lên muộn. Đi sai rồi. 2-0 ở trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ Hồng Anh. Ô,